Mình đang ở Makro, Thái Lan, là một cái trung tâm thương mại rất là lớn. Mình có thể xem qua cảnh quan này. Nói chung hàng hóa là chất kiểu như kho luôn nha, chứ không phải là chất thường đâu, nhiều lắm, cao, chất cao chót vót lên trên kìa. Và mình đến một cái booth của Nestle. Một cái booth này là của Nestle nha. Có mời mình một ly cà phê, mình uống thử. Sau đó mình hỏi hai cái bạn barista đó, thì hai bạn nói cái ly này nè được làm từ coffee, cà phê nè, bilo nè, và coffee mate nữa. Nói chung một cái món cà phê sữa này làm từ ba nguyên liệu luôn. Mình uống để mình nhớ cái vị này, về nhà mình sẽ làm và tặng công thức cho mọi người nha. Nếu mọi người hào hứng được biết công thức cà phê Milo này á, thì comment cà phê Milo để về nhà. Nếu mà có nhiều lượt yêu cầu thì Nhi sẽ làm công thức và hướng dẫn nha. Comment cà phê Milo, trên 500 comment thì sẽ được hướng dẫn công thức cà phê Milo mà Nhi đã được thử ở Thái Lan nha. Cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Comment cà phê Milo để được hướng dẫn. Mời cả nhà đón xem phần 10 ở video tiếp theo.